Chào các bạn nha. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách Clam Airdrop nhận được 100 đồng token Redux. Thì một số thông tin về đồng token này, số tổng cung phát hành là 500 triệu nha. Đã có 1.296 tài khoản holder và đã phát sinh 4.142 lượt giao dịch nha. Rồi, thì tôi khuyên các bạn truy cập vào link website clamairdrop.net. Link truy cập website được mình để ở phần dưới mô tả của video nha. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website giúp mình. Bước một, xác chắc contract. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract ngay ở đây. Và các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chốt Adelaide của các bạn. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví giúp mình. Rồi, nhấp tiếp theo, nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website clamairdrop.net. Truy cập vào bước 2, nhấp vào bước 2 để truy cập link website chính. Rồi, sau khi đã nhấp vào bước 2 để truy cập vào website chính để nhận được nhận token thì sẽ nó sẽ ra dòng chuyển app như này nhé. Chương trình Airdrop sẽ kết thúc vào 5-6 ngày nữa. Để các bạn tranh thủ một Clam nhé. Rồi, các bạn nhấp vào phần này giúp mình, Airdrop. Thì ở đây các bạn có thể bỏ một số vốn nhỏ ra là 0,05 BNB mua để cái đồng Redux này để hold và tích trữ cho cơ hội nhiều lần tài khoản nha. Còn nếu bạn muốn Clam thì các bạn nhấp vào đây giúp mình nhé, Clam Airdrop. Và yêu cầu kết nối với ví thì các bạn nhấp tiếp theo, nhấp kết nối với ví. Visa là 0,000463 BNB đây, nhấp xác nhận cho mình nhé. Rồi, giao dịch đang được xử lý đây. Thì các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website Clam Airdrop giúp nhất nha, để cập nhật những dự án mới nhất, thưởng thức cần mới nhất được bên mình cập nhật trên web nha. Còn nếu bạn chưa tập có tài khoản giao dịch các sàn Binance, Metalo, MXC, OKX, Kobe mà nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây để đăng ký ủng hộ kênh nhé. Các bạn lưu ý đối với website clamairdrop.net thì là cái cột bên cánh tay phải đây là cái dự án sắp kết thúc. Các bạn nếu bạn chưa có tham gia cái dự án nào thì bạn các bạn có thể vào đây để nhấp vào cái nút nhận token đây là nó sẽ mở ra một cái link website để các bạn vào Clam nha. Các bạn có thể copy lúc có contract đây, sử dụng nút copy contract nhanh đây để quay sang ví MetaMask của ví chưa đây đó để dán để chỉ contract vào nhé. Đây tương tự những cái dự án đây đó, các bạn nhanh chóng tranh thủ một Clam nhé. Đấy, chương trình kết thúc phần một ngày nữa đây đó. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách để Clam nhận được 100 đồng token Redux. Thì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất khi mình đăng tải đấy nha. Rồi, video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.